Xin chào tất cả các bạn nha. Video này mình sẽ hướng dẫn các bạn tham gia một chương trình airdrop nhận 3 token Matic từ trang CoinMarketCap này bạn. Hiện tại token Matic này đang trong chương trình bán hàng EL này bạn. Dư giá là $5 cho một token các bạn. Nếu mà mình nhận 3 token này thì nó có khoảng tầm 20 mấy đô đó các bạn. Thì để tham gia dự án hôm nay các bạn cần click phần link mô tả. Thứ nhất các bạn đăng ký một cái tài khoản trên CoinMarketCap.com các bạn. Rồi sau khi các bạn có tài khoản trên CoinMarketCap.com xong thì các bạn list vào phần link sự kiện các bạn. Thì các bạn nhấp vào ba gạch bên cùng nữa các bạn. Các bạn nào chưa login thì nhớ login vào nữa các bạn. Login vào sự kiện này. Rồi các bạn bắt đáp lại. Chương trình này gấp này còn 4 ngày nữa là kết thúc các bạn. Rồi các bạn join vào này gấp này. Rồi đầu tiên thì các bạn bấm vào Add to Wallet để like cho nó một sao nữa các bạn. Rồi tiếp tục các bạn join vào kênh Telegram seller của nó nè các bạn. Trên Telegram nó thì các bạn join vào nữa các bạn. Sau khi join vào xong thì các bạn bắt đáp lại link form hồi nãy nè. Những dự những sự kiện từ trang CoinMarketCap hoặc là sàn Binance thì các bạn không nên bỏ qua, các bạn tiếp tục con follow Twitter nữa các bạn. Những dự án đều uy tín chất lượng 100% các bạn. Trên Twitter nó thì các bạn theo dõi này các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lại các bạn. Follow Twitter account, tiếp tục các bạn retweet bot nè các bạn. Trên Twitter thì các bạn retweet chứ hashtag là cộng mít sao và mít sao nè các bạn. Các bạn copy lên các bạn. Rồi các bạn like nè. Các bạn chỉ dán với tweet này các bạn. Các bạn dán vào các bạn. Các bạn xóa từ cái dòng này nè các bạn. Rồi bạn xóa hết trong này đi bạn. Thằng bạn. Rồi các bạn tự quyết lại nha bạn. Sau khi các bạn tự quyết lại xong thì các bạn bắt đáp lên form để mình chờ nó tự quyết chút xíu nữa các bạn. Rồi ok, mình đã tự quyết xong thì các bạn bắt đáp lên link form hồi nãy nè các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn điền lại địa chỉ ERC20 chạy trình tán nha. Ethereum MetaH nha các bạn. Thì trên YouTube Wallet thì mình lấy địa chỉ Binance Smart Chain cũng được. Nó cũng cùng chung địa chỉ MetaH của mình nha các bạn. Các bạn có thể dùng địa chỉ MetaH trên Safibank cũng được. Các bạn sao chép địa chỉ ETH mình nè. Các bạn có thể dùng địa chỉ ETH trên dưới MetaMask cũng được các bạn. Rồi các bạn dán vô đây nè. Tiếp tục thì các bạn điền lại username Twitter của mình nè các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn điền lại username Telegram các bạn đã chọn sao các bạn. Các bạn vào setting copy username Telegram của mình nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn gửi lại một cái link retweet post thì các bạn mở Twitter mình lại nha các bạn. Dạo gần đây trên trang CoinMarketCap có nhiều sự kiện khá là ngon các bạn. Mình rất thích. Mình rất thích từ dán từ sàn Binance và CoinMarketCap này mất bao nhiêu vô sơ nữa. Rồi các bạn chia sẻ cái bài này nha các bạn. Rồi các bạn sẽ chép liên kết nữa các bạn. Rồi các bạn bắt đập lên nè. Rồi các bạn dán link retweet từ đây nè các bạn. Rồi các bạn bấm mở ra nè các bạn. Bấm mở ra chấp nhận điều khoản nè. Bấm bấm vào zone airdrop nè các bạn. Ok, như vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình airdrop nhận 3 token Matic. Đến đây cũng kết thúc nè các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.